Trong thế giới động vật hoang dã, các loài động vật phải sinh tồn dựa theo bản năng để tồn tại. Ta cứ tưởng hổ, báo, sư tử, sói là những động vật háu chiến nhất. Nhưng không, lường mật mới là những kẻ điên dại nhất. Chúng có thể tấn công những kẻ thù trên cơ mình hay đơn giản gây chiến cho vui. Video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về loài vật được mệnh danh là chúa tể bất cần đời này nhé. Lường mật là động vật ăn thịt có họ với chồn, nhưng khác với những người anh em với mùi hương đặc trưng, chúng nổi tiếng với bản tính bất cần, liều lĩnh và có phần manh động. Vì có khả năng thích nghi cao với nhiều loại môi trường sống khác nhau, nên lường mật ong phân bố rộng khắp thế giới. Sự liều lĩnh của lường mật nếu đứng thứ hai có lẽ hiếm động vật nào khác dám nhận mình là vô địch. Chúng sẵn sàng lao vào tấn công, tranh cướp thức ăn với sư tử mà chẳng mảy may sợ hãi. Người ta từng ghi lại được cảnh 6 con sư tử trưởng thành từng phải lùi bước trước hai chú lường mật. Lường mật có thân hình khá dài, khoảng từ 60 đến 102cm và cân nặng trung bình là 10kg, nó chỉ xấp xỉ với chó nhà. Nhưng lường mật rất nhanh nhẹn và liều mạng, đến sư tử chúng cũng không ngán, thì chuyện cướp thức ăn của cáo, linh cẩu, báo là điều quá bình thường. Lường mật được xem là loài ít quan ngại nhất vì phạm vi phân bố rộng rãi và sự thích nghi cao với nhiều môi trường. Nó chủ yếu ăn thịt những loài động vật khác, chứ ít có loài nào ngoài tự nhiên đủ khả năng hạ gục lường mật vì khả năng phòng thủ vô cùng tàn bạo. Không dừng lại ở đó, món ăn khoái khẩu của chúng là những con rắn độc. Sở hữu bộ da dày, đặc biệt có khả năng kháng độc cao. Việc giết chết và sơ tái 1 đến 2 con rắn không phải vấn đề quá lớn của loài lường này. Ngoài ra, da của lường mật khá dày, riêng vùng da xung quanh cổ dày đến tận 6mm, cộng thêm lớp lông dày phủ kín toàn bộ cơ thể. Đầu nhỏ, phẳng, thêm vào một cái mõm ngắn, mắt nhỏ tí hí, tai nhỏ ẩn dưới lớp lông dày. Tất cả những điều này giúp lường mật tự do tung hoành trước các loài ong mật. Hơn thế, lường mật còn có một đôi chân ngắn và cứng. Với 5 móng vuốt sắt nhọn siêu khỏe ở mỗi chân. Những móng vuốt này ngắn ở phía chân sau và dài hơn ở chân trước. Riêng bộ răng của chúng cũng có dấu hiệu không bình thường, với một số răng đặc biệt nhỏ. Chúng có thể chịu đựng được vết cắn của loài rắn cực độc như rắn hổ lục. Khi bị cắn, nó ngất xỉu nhưng chỉ sau khoảng 2 giờ nó tỉnh lại và cơ thể hoạt động trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì. Bên cạnh đó, loài động vật đáng sợ này còn sẵn sàng trèo cây hoặc vách cao, chịu hàng chục phát đốt của ong chỉ để thỏa mãn cơn thèm mật. Có người từng nói, chúng chính là những kẻ điên nhất thế giới tự nhiên, và có vẻ họ không nói sai. Thank you.
Hầu hết lường mật thường sống một mình trong các hang tự đào. Chúng là những kẻ đào đất chuyên nghiệp, chỉ trong 10 phút ngắn ngủi đã có thể tạo nên một cái hang trong lòng đất. Những cái hang này thường chỉ dài khoảng từ 1 đến 3 mét. Lường mật kiếm ăn đơn độc, tuy nhiên chúng cũng có thể phối hợp kiếm ăn cùng nhau trong mùa sinh sản. Lường mật nổi tiếng bởi sức mạnh mãnh liệt và dẻo dai. Khi tấn công con mồi, nó tấn công một cách tàn nhẫn và không sợ hãi. Hầu hết các loài động vật khi đã bị nó tấn công đều có rất ít cơ hội trốn thoát. Thậm chí đôi khi còn đẩy lùi những kẻ săn mồi lớn mạnh như sư tử. Lường mật gần như là không biết mệt mỏi trong các cuộc chiến. Bộ lông của lưỡng mật cũng có phần ngược ngạo hơn so với các loài vật khác. Thông thường màu đậm sẽ ở phía trên, còn màu nhạt sẽ ở phía dưới cơ thể. Tuy nhiên, bộ lông của lưỡng mật hoàn toàn khác. Màu trắng trên lưng, còn màu đen ở dưới bụng. Bộ lông đặc biệt này có thể được dùng để cảnh báo cho những kẻ săn mồi. Đặc biệt nó rất thích ăn mật ong, nó thường hợp tác với loài chim honeyguy để tìm đến các tổ ong. Khi một con chim honeyguy chỉ đường cho lường mật thành công, lường mật sẽ dành một phần nhỏ tổ ong cho chim, nhưng một số lường mật khá tham ăn, nên thường bị loài chim honeyguy dẫn đến các loài thú săn mồi như sư tử để trừng phạt. Lần này, mục tiêu của con lường mật chính là một chú linh dương to lớn bên cạnh, kẻ mà có kích thước lớn gấp 10 lần. Đáng tiếc cho kẻ tấn công, mục tiêu của nó cũng không phải dạng vừa. Con linh dương Nam Phi không ngần ngại mà thủ thế rồi phản kích lại kẻ thù bé nhỏ. Nó dùng cặp sừng của mình hất văng con lường mật lên cao 5-6 mét. Đương nhiên, cuộc chiến chưa chấm dứt, thế nhưng trong lần đối đầu tiếp theo, lường mật cũng không thay đổi được quá nhiều khi con linh dương quá khỏe mạnh và kiên cường. Từ bộ lông tới tính cách của con vật này cũng đủ thấy nó lì lợm và lì đòn như thế nào. Nó được mệnh danh như chí phèo trong thế giới hoang dã vì sự bất cần đời của nó. Danh hài thế giới động vật: lường mật ong, chùm giang hồ đồng cỏ, vua cà khịa, ông hoàng liều lĩnh, chúa tể bất cần đời. Vâng,
Đó chính là những mỹ từ khá dễ thương mà con người dành cho loài lường mật, nhỏ tí teo nhưng độ to gan thì không ai bằng. Ở vùng đồng cỏ châu Phi, chẳng con thú nào thấy sốc khi chứng kiến cảnh một chú lường mật lông hai màu bé như con chó đứng quánh lộn cực ngầu giữa đàn sư tử hoặc cắn nhau với cả rắn hổ mang. Không phải vì cảnh tượng ấy diễn ra đều đặn hàng ngày đâu, mà bởi đám động vật sống tại đó quá quen với cái nết đầu gấu của lũ lường mật rồi. Nếu có cuộc thi tranh giành ngôi vị liều nhất hành tinh, có lẽ tên lường mật sẽ được xướng lên vô cùng trang trọng. Nói chẳng hoa chứ lúc mẹ thiên nhiên nặn ra cái giống lường này, có lẽ bà quên không cân đong cẩn thận nên tính cách chúng hơi bị điên rồ. Đừng vội tin vào khuôn mặt ngây thơ và dáng đi hèn hạ của lường mật. Chúng thực sự hung hãn và cư xử kỳ quặc hơn loài người lầm tưởng rất nhiều. Theo gia phả tự nhiên thì lường mật có họ hàng với chồn, nhưng khác với những người anh em bốc mùi hôi xa ngàn dặm thì lường mật có máu liều và sự thông minh rất đáng nể. Con vật nào dám đánh nhau với sư tử hổ báo rắn độc mà không hề sợ hãi? Con vật nào dám nghĩ kế danh ma để trèo lên cây ăn cắp thịt mồi của báo hoa mai? Con nào biết mò ra vị trí tổ ong bằng cách mò theo lũ chim săn mật? Con nào bị rắn độc cắn quay đơ tưởng chết nhưng chỉ ngủ một giấc là tỉnh bơ? Đáp án chỉ có duy nhất một cái tên: lường mật. Nghe thì ngọt ngào đáng yêu thế nhưng sự thật chúng được gọi theo tên món khoái khẩu mật ong mà thôi. Có thể tìm thấy lường mật ở châu Phi, Tây Nam Á và tiểu lục địa Ấn Độ. Chúng tiếc đào hang dưới đất sống đơn lẻ, nhưng đôi khi người ta cũng thấy chúng săn mồi theo cặp trong mùa giao phối. Lường mật khá hiếu chiến, nên trừ những lúc buộc phải đánh nhau với các loài thú ăn thịt to lớn, nguy hiểm thì chúng toàn đi cà khịa gây gổ với mục đích cho vui thôi. Tuy chân của lường mật khá ngắn nhưng chúng lại rất khỏe, móng vuốt cũng sắc bén, sẵn sàng đánh tay đôi với kẻ khác chứ không thèm chạy trốn theo bản năng sinh tồn. Tại vườn quốc gia chó bể ở Botswana, các du khách từng được xem cảnh lường mật đơn thương độc mã lật ngược tình thế, từ con mồi biến thành kẻ săn mồi trong tích tắc khi chiến đấu với chăn khổng lồ và chó rừng cùng lúc. Để thoát chết thì lường mật không còn cách nào ngoài phản kháng. Kết cục con chăn lại biến thành bữa ăn. Sức chiến đấu của lường mật rất dẻo dai và mạnh mẽ, hầu như chúng chẳng bị lép vế bao giờ dù thân hình chỉ loanh quanh cỡ hơn chục ký lô. Chúng hoạt động rất nhanh nhẹn, trí thông minh cũng không phải dạng vừa. Có vẻ như đám hổ báo sư tử còn sợ ngược lại lũ lường mật, bởi mấy con lông đen trắng ấy khác gì chí phèo trong thế giới động vật đâu cơ chứ. Chả ai bắt nạt được lường mật cả, đến loài người còn chịu thua nết lì lợm của chúng. Tuy lường mật là đám giang hồ vô thưởng vô phạt ngoài tự nhiên, còn được xếp vào loại chả có nguy cơ tuyệt chủng cần bảo tồn gì, vì ít khi bị thịt, nhưng các nhà khoa học lại rất quan tâm đến chúng. Bởi đặc tính kháng độc rất quái dị, lường mật thích ăn thịt các loại côn trùng, rùa, bò sát và đặc biệt là rắn,
nên chúng rất hay bị rắn cắn. Tuy đa số thời gian lường mật tỏ ra khá cục xúc nhưng cũng có lúc chúng dịu dàng. Đấy là khi lường mật cái sinh con và chăm sóc con của chúng. Tuổi thọ của lường mật trong môi trường tự nhiên khá cao, khoảng 7 năm, còn trong điều kiện nuôi nhốt thì có thể lên đến hơn 20 năm. Chúng nổi tiếng nhờ không sợ trời, không sợ đất, không sợ bất cứ loài thú nào đe dọa, còn được Guinness xếp vào danh sách những loài động vật nguy hiểm nhất trong hoang dã. Thật tò mò không biết đem lường mật về làm thú cưng thì nhà cửa sẽ như thế nào đây. Vừa rồi là những điều thú vị về lường mật, loài động vật thú vị nhất của thế giới động vật, ngang tàn, liều lĩnh, hóng hách và cả sự bất cần của chúng. Vì thế khiến cho loài động vật này được nhiều người thích thú và tò mò về chúng. Nếu các bạn thấy video hay, đừng ngần ngại mà bấm like và ủng hộ một lượt đăng ký kênh nhé. Đó là động lực để chúng mình ra thêm nhiều video hay hơn nữa. Chúc các bạn xem video vui vẻ.